Rồi, chào tất cả anh em luôn nha. Hôm nay mình sẽ đi bắt ong cho anh em xem nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi những cái tiếng mới, những cái chỗ mới mà mình mới bắt, với đi những cái tiếng cũ mà mình bắt hổm gài đó. Mình đi lại chứ có không nha anh em. Ok, thì mình tiến hành đi nha anh em. Cái con này ngẫu à anh em. Đây này. Qua anh em. Cắt cây bớt nè, quá trời nó bệnh. Thấy không? Ông này còn lâu rồi nè. Bộ mặt cũng khá là khủng nha em. Khiếp. Quá cho nó bệnh em ơi. Cắt đường nào lấy đường nào. Ôi mà. Ổ này nó mới đóng một quá từ mật luôn nè. Em có mặt mà nó thấy bộ mặt không? Bịt quá bịt. Cắt cây bớt anh em mới vô được anh em, quá trời nó bệnh. Nè ông này anh em ơi, cô mặt này quá đã luôn. Hôm nay khó anh em, đây cô mặt cho anh em coi nha. Dụ cho anh em coi luôn nha. Ôi bộ mặt này. Này không bộ mặt không? Ôi ôi. Cần cắt ra cho anh em coi nha anh em. Anh em, coi bộ mặt này. Ôi ôi, quá trời nặng luôn em. Này, xi máy nha anh em. Bộ này coi xi máy. Ok, mình đi kiếm tiếp nha anh em. Rồi mình gặp trong đây một tổ nữa anh em. Tổ này không biết nó bự thôi anh em. Mình thấy trong đây nè. Cũng khá là bự nha, mà không biết mặt như thế nào. Cái tiến hành bắt nó nha. Ồ, ông này cũng khá là bự nha anh em. Dạ, ông này cũng già nha anh em. Đống kè mùi. Nó cùng mặt không? Con này nó già mà cùng mặt cũng đưa được nha anh em. Cái con mặt thôi nè. Quá, cũng quá đã anh em ơi. Ồ, con mặt này anh em. Anh em có con mặt không? Tiến hành cắt luôn anh em. Cắt luôn nha anh em. Cắt
em thấy không? Ồ mặt nè anh em ơi, quá là khủng luôn. Em thấy cùng mặt không? Ơi một ngày anh em ơi, hàng khủng nha anh em. Mặt này có nới lít ạ. Trời ơi còn mặt này anh em ơi nè. Rồi tiến hành cắt quả keo nha anh em, quá đã luôn anh em ơi. Hôm nay mình bắt mùng 4 Tết nha anh em, tranh thủ mình bắt mùng 4 Tết mở lấy lọc nha anh em. Mình gặp cái mấy anh tổ này anh em. Dạ. Trường này cũng khá là bịch nha anh em. Mình đi tiếng mới với tiếng cũ luôn nha anh em. Cái này bờ này thì hiện tại đang đi tiếng mới. Vừa đút cho nó phê cái này mày. Em hai to không à? Cùng mặt này anh em. Đây nè anh em, mình cắt cái quả này anh em, ổ này ổ đực nha anh em. Toàn là nhộng đực không nè. Thấy không, anh em thấy không? Ở cục mặt nè. Ổ đực mà cục mặt cây quả này thì cũng quá đã nha anh em. Ổ đực mình bắt là toàn miếng ổ nhỏ nhỏ không, cái này cậu này bự nhất nè. Nè, mặt nè. Rồi, quá đã luôn. Nè, ổ đực, coi nhộng đực nhóc cho nè anh em. Ok. Rồi mình đi tiếp nha anh em. Thì hôm nay thì mình khai trương đi săn ong ruồi 14/14. Thì nãy giờ cũng được mấy ổ ở đây nè. Ok. Rồi mình đi bắt tiếp nha anh em. Gặp nó đang tổ rồi nè. Tổ này đóng ngộ rồi nè. Đóng lên cây nhỏ rồi nó rụng đất luôn nè nè. Em thấy không? Rồi tiến hành cổng bắt nó nha nè. Đóng cây nhỏ rồi nó quằn xuống luôn nè nè. Trời ơi đúng không? Con hại quá nè. Nó quằn dưới đất luôn nè nè. Đóng cây trên cây chân bầu nha nè. Nè, mặt nè. Nó dài cỡ này. Em thấy không? Quá là đã rồi anh em. À, anh em thấy không? Em cắt cục mặt ra cho anh em coi nha. Đây anh em. Em thấy cục mặt nó nứt luôn nè. Con này dài con này anh em. Dài. Ồ mặt. Cái sải gì mà. Gần mấy nha anh em. Quá là đã luôn. Tổ này nó dài nè. Rồi nè, cắt bỏ keo nha anh em. Gặp chúng đèn tổ nữa anh em. Này chắc nó mới đóng hay vậy nè. Để mình tiến hành mình ấy khói nó cả nhà anh em. Ok, tiến hành ấy khói nó nha. Con này cũng vừa anh em. Chỗ này cũng khá là bự nha nè. Quá trời bữa nay nắng gắt rồi nè. Cái hành lấy kéo cắt nó để nó bớt nha nè. Quá trời nó bịch. Thank you.
các bạn không? Quá là bự luôn. Quý già ngắm. Ồ, có mặt nạ anh em ơi. Có bộ mặt nạ anh em thấy bộ mặt không? Quá là khủng luôn à. Anh em thấy màu mặt chưa? Quá đã luôn anh em ơi. Mặt này anh em. Này hơi một mặt không? Trời ơi, một mặt nè anh em ơi. Quá đã luôn. Nên cắt ra rồi nè, mình quay cho anh em xem nha. Mình cắt ra rồi nè anh em. Ô, một mặt nè anh em ơi. Ôi. Con mặt, cái bầu mặt nè, nó no nè anh em. Ôi, nó no nóc luôn anh em. Phít lắp luôn. Quá đã rồi. Hôm nay mùng 4 là khai trương đi săn, là hôm nay là vô mánh nha anh em. Rồi ok, tiến hành bắt mình cắt bón cam nha. Đây ngổ nè anh em ơi. Trong đây nè. Đóng cái máy xong này nè. Chơi nè. Đó. Chị lắp này nè mày. Đây con mặt không? Quá đã luôn. Cái máy mình nó bị mờ nha nè. Để em coi chùi bụi này. Đây tiến hành cắt nha nè. Giờ này là nắng, là khá là nắng nha anh em. Đang gắt bao con mực anh em. Này thấy không, con mực chà bá luôn. Dạ. Anh em mình đập cục mực cho anh em coi nha. Em cắt cục mực ra cho anh em coi nha anh em. Nè, có ông nè anh em. Cắt cái rồi nè. Mừng. Nè anh em. Cũng phiên lắp nè anh em. Ừ. Ok. Mình tiếp hành đi kiếm tiếp nha anh em. Rồi mình gặp trong tay ngỗ nè anh em ơi. Ngỗ này nhỏ anh. Còn mặt cũng khá là bự ạ. À, anh em thấy được mặt không? Để mình đi ăn cắt cây. Để đi cắt cây nè. Thấy anh nè, con mặt khá là bự nha. Cái này nó tròn quay luôn nè anh em. Em thấy không? Quá là đã luôn. Cái hình cắt ra nha anh em. Con mặt này cũng ổ này cũng nhỏ nha anh em. Con mặt dưới đây là cũng khá là ổn rồi. Ok, mình cắt ra mình đi đi kiếm tiếp nha anh em. Trong đây tổ này nè, mình đã ấy khối này rồi nè. Thấy không? Xong con mặt full nè.
mật anh em ơi, thấy không? Quá đã luôn. Nên cắt luôn nha anh em. Rồi, cái hành cắt luôn nha anh em. Ăn nha. Rồi ha, của bạn không? Đây nè. Hoặc quá đã không? Ok, mình cắt một bón keo nghe anh em. Rồi, mình gặp trong đây tổ nè anh em. Vừa gặp luôn, vừa gặp tổ. Tổ này thì nó cũng nhỏ thôi nè. Tiến hành lấy khói nó nha. Tổ này cũng nhỏ nè. Để mình đốt khói nha anh em. Tổ này tổ vàng anh em. Năm nay đâu không? Vàng cực luôn. Tiếng này người ta lấy khá là nhiều nha anh em. Cái này mình đi mót lại. Quá trời lấy, hay dấu lấy quá trời lấy. Mình cắt ra cho mọi người anh em nha nè. Con này nó ô tô vô vàng nè. Vàng nghệ luôn, mình cắt ra nha anh em. Ôi cái lông này nè, nó vàng khè. Vàng khè luôn. Vũ anh em. Ok, rồi đi kiếm tiếp nha anh em. Rồi, gặp đường tổ trong đây nè anh em. Nó khác một lộ nè. Đường này thì nó guồng bấy ngày hết trơn nè. Mình đi bắt lại, nó còn sót. Nó đóng trong đây nè. Mình để đuốc vô cái nhà nè. Cho nó bịt. Rồi, mặt cũng khá là ok nha anh em. Khá ổn. Đi móc lại mà dưới đây là cũng im rồi anh em. Nó guồn dấu mới guồn. Có ngày hai ngày vậy nè. Nó guồn mà một số chỗ nhưng khi nó y anh em. Ở đâu mấy chỗ đó nha anh em. Đó, mặt vậy nè. Quá đã anh em. Đó. Đôi khi nó chỗ mà đơn giản lại đóng nha anh em. Cũng như ta nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà cuối cùng chạy không thoát mình luôn. Rồi ok. Tiến hành cắt nó nha anh em. Rồi tiến hành cắt nó ra nha anh em. Rồi.
nha anh em. Quá đã. Ok nha anh em. Ngon lành này. Rồi mình đi kiếm tiếp nha anh em. Rồi, ngập đây tẩu nữa anh em. Nè, đó nè. Tẩu này cũng mới đóng rồi nè. Tiến hành mình ấy khói nó nha. Đục đục cái anh em. Ok. Con này nó cũng mới đóng anh em. Nãy giờ nó phải tỏ còn mới đóng không. Em thấy nó cắn tàu. Bây giờ em thấy không? Mặc quá đã nè. No mặt mặt cái này nè. Thấy không mà không? Thích lắp anh em. Quả là nó cắt ra cho anh em xem cái nha. Đây anh em, con mực nè. Đó, con mực. Qua anh em à. Quá đã luôn. Gần fit lắp anh em. Ok, tiến hành mình cắt mặt ngay ra nha anh em.